đối với Si thôi nha, Si tạm gọi là các bạn đang tạm rơi vào trạng thái rối loạn âu lo. Đây là một cái giai đoạn mà Si đã trải qua trong vòng 4 năm và Si hiểu nó là một sự đau khổ. Thì cái năng lượng tiêu cực nó bao trùm mình, ăn không thấy ngon, nghe nhạc không thấy hay, tất cả những gì mình yêu thích từ trước đến giờ nó không còn ý nghĩa, không còn cảm xúc. Một ngày mình nhìn cái điều gì nó cũng thành tiêu cực, màu đỏ đang đẹp thành xấu, tất cả những màu tươi sáng thành màu tối, và tất cả những màu tối thì nó càng tối hơn. Si bị nghĩ quá nhiều trong một ngày và rồi Si tìm cái cách mà mình để mình bớt nghĩ như đi. Bên cạnh đó là mình tìm cách để mình có một giấc ngủ sâu hơn. Thì Si luyện tập thiền. Thiền thì có nhiều cách thiền, không nhất thiết chúng ta phải thiền định. Tại vì khi mà ngồi một chỗ thì Si nhận ra một điều là Si nghĩ nhiều hơn. Thật ra đàn một ca khúc rồi hát nghêu ngao thì lúc đó mình chỉ nghĩ tới âm nhạc, thì đó là một hướng, đó là một thiền. Mình vẽ tranh cũng là thiền, để mình giảm thiểu bớt cái suy nghĩ tiêu cực trong một ngày. Và năng lượng âm thanh thì nó rất là tích cực. Năng lượng âm thanh mà ở một cái tầng 430 Hz, các bạn nghe nhạc thiền nó cũng rất là tích cực. Đấy, đó là một năng lượng chữa lành. Cái luân xa chúng ta nằm ở đây nè, đó luân xa về cảm xúc, thì nó sẽ đánh trực diện mình luân xa này. Thì luân xa trên đầu mình là luân xa niềm tin, luân xa đây là về trí tuệ. Thì chúng ta làm sao để chúng ta cố gắng, chúng ta cân bằng tất cả năng lượng trong cơ thể, chuyển hóa từ từ. Thì Si mất 4 năm để làm điều đó. Vẽ tranh, thiền, đi bộ, tập thể dục. Lúc đó chúng ta không nghĩ nhiều đâu. Và rồi mỗi ngày như vậy, chúng ta xây từ từ nền móng đó. Cái cách tốt nhất mà để Si vượt qua đó là thiền. Thật sự nó là thiền. Nhìn lại bản thân mình muốn gì, mình là ai, tại sao mình lại rơi vào trạng thái như vậy. Đó, có ai cho mình tin tưởng để mình bấu víu vào không? Rất nhiều sự tin tưởng và Si hướng đến niềm tin rất là nhiều. Si tìm đến rất là nhiều những cái năng lượng tích cực, như là những cái thuyết pháp đó, của những cái thầy rất là nổi tiếng, những cái bài giảng rất là hay, rồi về cuộc sống thôi. Rồi Si đi tìm những cái lời giải cho bản thân mình, tại sao chúng ta bị rơi vào trạng thái như vậy. Si tìm tới âm nhạc chữa lành, Si tìm tới những người bạn tích cực đó, nói cho mình nghe những chuyện hay, chuyện vui. Và rồi từ từ tự nhiên cái cảm giác tiêu cực nó đi. Thì Si mới nhận ra một điều là khi chúng ta chạm đáy, chúng ta đừng lo lắng, vì cái đó là đáy rồi. Chúng ta phải nghĩ là như thế, và rồi chắc chắn một ngày nó sẽ đến một cái điểm tốt đẹp.